của nó là nó cái câu kết cắt vuông với nhau là nó rất là ăn hồ, rất là an toàn. Tại mình xây độ có 2 mét mấy là không sao. Yeah. Sợ là xây 3 mét mấy là mình sợ. Yeah. 3 mét mấy là nó có bị là nó yếu, nó xé. Yeah, nó xé. Con là con chỉ sợ là sau này nó xé. Này, cái này là không sao. Dạ. Cái này đủ chất lượng, đủ lượng của nó, đủ tải của nó, không gì hết. Đủ tải phải không? Ừ, nếu mà không có đổ đà thì thiếu tải. Thiếu tải à? Không có đổ đà là cái không có đổ đà thì cái cuốn 20 này là cũng gạch ở dưới đó. Tại sau này á thì gạch nó bị mục, ở dưới đó nó phải mục là phải nó xuống. Dạ. Phải nó xé tiền liền. À, mình mến chào cô chú anh chị. Hôm nay mình đến nhà của cô Than cập nhật về phần làm toilet cho cô Than đó. Thì chú thợ làm bữa nay nữa thì cũng đã được 2 ngày rồi ha cả nhà. Bây giờ về phần cát, đá, xi măng chú thợ mua rồi xong cái trộn ở đây. Tại ở đây có cái nền xi măng sẵn á, mình dễ trộn ha. Còn phía bên đây thì cái con đường vô nhà sau của cô Than. Thì cô Than cũng có nuôi vài con bò, thì cũng dự trữ lại cái đống gom nè để cho bò ăn á, mỗi khi mà cô chú đi cắt cỏ không được á cả nhà. Thì đây là cái con đường vô nhà sau, còn phía bên đây đó là chuồng bò của cô Than nè cả nhà. Còn hướng bên đây là nhà của cô Hòa Đen ha cả nhà. Đó. Thì con bò thì đang ăn cỏ mà cỏ già, tại mùa này không có nước á cả nhà. Đây, thì bây giờ thì mình mời cả nhà cùng tiến vào trong nhà sau để coi chú thợ đã tiến hành và làm tới đâu rồi ha cả nhà. Thì đặc biệt nhất thợ ở đây thì cũng lần đầu tiên làm cùng với mình, đó là anh ba, chú ba chặt cú ha cả nhà. Đây thì chú ba thì cũng đã xây xong hết rồi ha cả nhà. Thì phía trên nó cũng để một cái đà ở chỗ cửa đó cả nhà. Thì chú ba thì đang dán gạch luôn ha cả nhà. Wow, quá đẹp ha cả nhà. Xin chào chú ba, mình đang làm gì chú ba? Ốp gạch. Ốp gạch á? Ủa sao có cái gì mà màu xanh xanh vậy chú ba? Có cái gì mà màu xanh xanh nè? Cái máy băng lực chứ. À, cho anh xin gắn, cho anh xin gắn mic chú ba. Mình đang ủa chú ba nhầm người á, thì con cũng thấy là người ta dán gạch á, không có cái máy bắn. Cái này là kêu là cái gì hả chú ba? Máy tia là gì? Máy này thì mình bắn thì nó mình khỏi cái nước chuẩn hơn, còn cái mình cân nước nó chệt, nó trên lợt cân hồi nó chệt lắc cân hồi nó chệt lắc phải không? Nó không gạch không bằng nhau, rồi cân hồi nó gạch chút không có bằng máy được. Còn cái này á, mình bắn bằng máy vậy á, mình dán theo cái đường viền này hay sao? Đúng rồi, là nó đều hơn, nó có cái bằng nhau hết. Dạ. Thì có thể là chú ba cho thể là cho con được hỏi cái cửa này đó là độ ngang bao nhiêu, dài bao nhiêu mét hả chú ba? Con 80m8. Dạ. 80m8. 81m8 ha. Tại vì con thấy là có độ đà dằn không? Có đó, đó đà đó. Độ đà dằn chỗ cửa ha cả nhà. Đó. Thì chú ba làm cái toilet này cũng rất là đẹp ha cả nhà. Thấy cũng rất là lớn ha. Còn phía bên đây thì mình tính lên nền là khoảng bao nhiêu hả chú ba? Nền trong toilet nè. Dạ. Cái nền đó 2 tấc. Lên 2 tấc ha. Rồi gạch chú ba dán đó là 6. Lên cao là 1m6 ha chú ba. Lên cao 1m6 ha cả nhà. Lên sau 1m6. Ngang chú ba luôn rồi. Chú ba cao 1m6 ha cả nhà. Vậy là 5 cục ha chú ba. 30 5 cục ha. Nó thiệt chứ toilet này làm chắc ngày mai nó mới xong. Ủa xong nhanh vậy? Nhanh gì không có tiền trả tiền công á, mua đồ cũng hết rồi. Trời ơi trời ơi, dữ vậy. Sao bên quay cái bự không? Bên đây mình làm cho nó thoát gió. Thông gió đó là nghe thợ nó để nấu là nó bít gió lắm, nó hầm lắm. Để nó thông gió vô luôn. Tức là mình để bánh ú á, thì lỗ nó nhỏ quá đúng không chú ba? Xong ánh sáng nhiều hơn nữa. Dạ, còn mình để cái này á, thấy ánh sáng nó nhiều hơn không? Nhiều hơn, còn cái bánh ú nó có chút xíu ở dưới rồi nó gió đâu vô mạnh. Dạ, còn này thì mình tính là bồn cầu mình ngồi quay mặt qua đâu hả chú ba? Chủ nhà đúng ta kêu nhu cầu vào đâu? Ngồi bên đó hướng quay mặt qua bên đây phải không? Còn để vậy. Dạ, dạ. Dạ. Rồi sen tắm ở đây. Rồi sen tắm ở đây. Ừ.
Ủa vì cái này mình có cần dỡ ra không chú ba? Cái này thì biết đâu máy nhà cũ mà. À, cái mái nhà cũ ha, cái nhà mà chủ nhà kêu là xây gì tạm gì đúng không, rồi có gì Ở cất nhà sau lại đúng không? thì cách nhà sao gì đó biết đâu mình làm nhà, Nếu phần phần nhà tắm thì mình làm phần tắm thôi chứ nhà vệ sinh thôi chứ còn cái máy dạ biết đâu để sau này biết cũng là giống như có mà mình hàng. và mình mà xây cao quá thì đội cái sao lên nữa cũng không được ha chú ba, Được. Nên là đủ 2,5 mét luôn đủ 2,5 mét luôn hả? á. Tức là ngang Cao 2 mét là dài 2,5 mét luôn vậy. Cao 2,5 mét luôn, vừa tới đó quái vậy luôn á. à. Đây cái nhà ở phía bên ngoài mình chưa có Xây bằng tô cái đó luôn, bằng luôn đó là chỉ nó thấp cho nó thôi, thấp cho nó tại mái nhà thôi, mình đâu xây phải kéo theo mái, còn đủ dạ 2,5 mét thôi. à, kéo theo máy là 3 cục 6 tấc ha cả nhà, không có Ừ. 3 cục 3 tấc à, 6 5 tấc à. Ủa Rồi 3 cục 5 tấc à, là mình nặng xéo qua ha cả nhà, tại vì cái máy đi là máy nhà cũ nè, cho nên là chú ba làm theo cái máy này cả mấy này chủ nhà. nhà bán gọi Dạ còn là sau này chắc chủ nhà tại tôn này cũng còn mới nè cả nhà chứ nó không có dột ha. Ở phía bên ngoài là chú thợ kia đang tô hả chú ba, đã tốt rồi. tô ngoài ha, ở bên ngoài có dán gạch không chú ba? Còn mấy con Tưởng ở làm không làm muốn trốn rồi thì làm cho con cái gì cho làm cho vui chơi vậy chứ không có chắc mình sao thì phải tính toán ít chút mới được, nhưng làm vậy là làm mấy này quá trời lượng này nó bắt một cái bằng 2 cái Và là một cái bằng 2 cái thì đấy đúng rồi, cái này là đó mình chỉ là ngăn ngang cái nữa hai là cái được 2 cái toilet, luôn phòng rồi tắm và phòng kia ha. Này ngang nếu mà mình ngăn ngang á chú ba, một mình tốn cái là khoảng rồi bao nhiêu, mình tốn khoảng bao nhiêu? con ngang này viết Gạch ngang á, đặt thêm một gạch cái á, cửa nữa đặt thêm một cái cửa nữa với gạch là khoảng bao nhiêu tiền chú ba, thí dụ ha. thì là nếu lỡ chú A làm nếu mà thêm một vách này nữa là với một cái cửa là lấy 6 triệu đó. À, thêm một vách một cái cửa là 6 triệu 6 mắt vậy chú ba. Không nghe nói mắc vậy đó, cái cửa 1,5 triệu rồi À. à, rồi rồi không tôn ra, không gạch, không xi măng, không cát, không đá, không 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 không, không Ừ. ốp gạch lại nữa hả, chỉ xây vách lên vậy là xong rồi sao? Ừ. Bà tính đi bán ấy, bán mấy mấy con vịt ở nhà Dạ, nếu để có chú trả công thầy thợ chứ không mắc như sao tiền bây giờ nó mua đồ vật tư đây là leo thang luôn, từ dạ đây mới mắc hơn ở căng nhiều luôn, dạ mua cái này mua bển lỗ hơn 1 triệu nữa đó. thí dụ ha, chú ba nói là làm thêm một cái vách ngang và làm toilet riêng, phòng tắm riêng đúng không chú ba, rồi làm thêm một cái cửa là tốn khoảng 6 triệu nữa phải không chú ba? Đúng Đó rồi. đó là chú ba nói Là cái thêm này là hai mình không cái biết. nhà vệ sinh nữa. Dạ, 2 nhà vệ sinh ha, đó đó là mình không biết thì chú ba tính ra như vậy ha cái nhà. Đó nên thì Đó là phải cắt ngang cửa, cắt ngang cửa là mình đây lại cái rồi. cái đó là để chủ nhà làm sao đi, còn cái này Đó. là mình chỉ Mình là làm tính mô phỏng thôi ha cả nhà chứ không phải là chính xác ha cả nhà. Rồi cái mái tôn vậy thì sau này chắc có lẽ là mình dở rồi mình coi tôn này thì cũng ok đúng không cô, cũng còn chất lượng, nó không có bị nhiễu nước hết cả nhà. Thì còn khúc trên này chắc phải kêu chủ nhà đóng tôn lại, sợ mưa nó tạt ha chú ba ha. ống đông À, lại đóng tôn dắt cũng lại tháo ra bữa hổm đó đóng lại được rồi. ha. Dạ, chú ba làm đi. Thì chú ba thì dán gạch đó cả nhà, không có cân nước ha. Thì chú ba là xài tia laser để bắn đi đường gon này kia cho thẳng ha cả nhà, quá đẹp ha cả nhà. Chú ba cũng để cái cửa thông gió cũng ba ba lỗ thông gió ha cả nhà, thấy cũng rất là sáng và gió vô cũng mát ha, Gió giờ thủ ánh sáng thông gió thông ánh sáng ha. Chú ba dán êm này là ốp gạch này, mình ốp gạch đó mình đỡ một cái là mình tô sơ qua đúng không chú ba? tô sơ thì tô cho chuẩn mới ốp được, cái tô mà sơ là sao ốp được, Nhưng mà tô mình sơ này đóng không có được đâu, tô mới ghém cho chuẩn đàng hoàng mới đóng gạch được chứ. không có tô cũng giống như là mình chà láng quá phải không? À đây Mình không đỡ cái phải phần không đó phải không phải chú không ba? chào Mình đỡ cái phần đó phải không?
không có đỡ chỗ nào đỡ cái phần không trà láng, không có đỡ chỗ nào mà cái trà hoặc cái gì không có gì mà đỡ hết trơn á. Tại vì con thấy là giống như mình tô lấy chuẩn á thì mình phải trà láng đi đẹp đúng không, còn cái này mình trà sơ 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 mình ốp gạch lên nó dính hơn đúng không chú ba, nó bám hơn ha, lan qua nó không bám. Đó, chú ba đi theo đường chỉ nè, không cần cân gì hết á, lót thấy nó đẹp. Thời buổi giờ công nghệ tiên tiến ha chú ba ha. Còn kia là cân mực nước ha, thì dăn cái đường chỉ à, thì vụ đó là chuyện cân mực nước cũng là được nhưng mà nó hơi chậm công việc chút xíu thôi. À, cân mực nước thì cũng được hồi mà. Hồi xưa thì nói thiệt cái công nghệ đâu có máy móc đâu làm bằng ống nước không à. Dạ. Bây giờ mới thời buổi giờ có máy móc làm máy móc nó lẹ công việc chút cũng... nó lẹ hơn. Nó lẹ hơn. Còn cái vụ mà cân thì nó lâu rồi nó không có gì chính xác nữa. Dạ. Đó chú ba vừa mới đi xong nè cả nhà. Đấy thấy đường chỉ nè, đường gon nè, đi rất là đẹp luôn ha. Thì gạch là dán là khỏi khỏi cắt. Chú ba đo trước tính chưa luôn hả chú ba? Mình không, hình như là cái này là chú thợ hay là về cái phần là mình tính trước. Giống như mình ra thêm một tấc nữa nhưng mà mình lại là gạch này kia mình khỏi cắt. Nó thoải mái. Thì cái đó là tốn vật tư, tốn đồ của chú ba thôi chứ không phải là một tấc đó là không tốn đâu. Dạ, tốn. Thì chút cũng tốn tiền. Mình không phải là làm công thì mình mua đồ mình phải chịu rồi mình. Yeah. Để mình làm cho cái cho chú ba anh em rồi coi rồi mới làm cái giá này làm cái được cái không gì thôi. Còn đá giá này thì chắc làm có cái này chứ. Cái thứ hai thì chú ba không dám làm thì thường chú ba làm của chú nhà vệ sinh đâu cũng là 1m8 lọt lòng với 1m2 ngang lọt lòng luôn. Và giá gạch 1m6 hoặc là giá 1m8 đặt gạch một cầu đi rồi sen đàng hoàng cơ với hầm rồi đàng hoàng thì cũng giá 14 triệu, cái 14 triệu. Còn cái này thì nó quá trời lớn, cái này lớn thì nó tốn tới 1000 giữa gạch thống là nó 1,5 triệu. Nhà tắm này mà theo đúng ra giá cái nhà này thì giá nhà tắm này cũng đỡ làm cho mình cái gì cho con nhận biết ra tại sao mấy thở kia, tại sao đường xa gần chạy hết trơn, cũng do là thấp quá tại sao mà đúng giá thì mình làm bây giờ cái này là lỡ làm thì mình làm cái gì thôi chứ không có nói là đậu lại thì mình trách nhiệm mình làm thì mình làm tôi cũng đàng hoàng cho coi là đúng hay không hay là kết cấu đúng hay không, nên chứ không phải là ở tiền cứ như đó tôi làm cũng đồ công việc và tôi làm tại cho được thôi, mua đồ dỗn lại làm cho rồi cho để lấy tiền đó đủ mua đồ thôi. Nó không có bao làm như vậy. Thời gian chuyên môn còn làm thì không có cho mà nó ẩu hay không ẩu là cái chuyện nó cũng không nói nữa. Làm thấy đúng thôi, quay từ clip khán giả đang xem thì quay mà quay từ clip đó là giá đó chiều ngang nhà nhiêu chiều dài nhiêu và ốp gạch nhiêu cửa nhiêu và cho khán giả biết chuyện đâu đó một cộng ngồi sẵn rồi đúng. Vậy là bồn cầu chú ba cũng mua rồi sẵn ha cả nhà. Cậu cũng mua rồi sẵn. Bồn cầu này là bồn cầu nhấn nước ha chú ba. Ống qua này kia. Hai ống đồng hoàng ha cả nhà. Ủa mà con hơi thắc mắc cái chỗ này nè chú ba, cái giống như cái chữ mà cái cua á, cái cua này mình có để sắt không hay là mình chỉ câu như vậy thôi? Câu thôi. À, cái câu như vậy thì với cái sắt là chú ba có thể là gì? Giải thích. Không, cái này cái 2,5 m thôi, không có gì hết. Nếu mà câu mà mình có đạt chân thì không có gì bị gì hết, tại nó có câu gạch nó cứng hơn. Cái vụ này mà để câu sắt á, phải đổ đài gấp vòng ở dưới, gấp vòng hết toàn bộ là xây, là cái đó là đổ cái cột hoặc gì đó là cái nhà đó là mình ở trong nhà người ta kết cấu làm nhà tắm luôn, nhà vệ sinh luôn. Thì cái đó mới có cọc. Còn cái này là mình làm ở ngoài nhà sau này là không bao giờ mình đổ thêm mấy trụ đổ cũng được. Nhưng mà cái là không có hợp đồng như vậy. Mình không có mình hợp đồng là làm nhà vệ sinh là xây nhà vệ sinh thôi. Chứ không, nhưng mà kết cấu cũng có đà dưới. Lý do là sợ sau này thôi. Nếu mà cuốn móng cuốn 20 lên, lom le cuốn 20 lên, xây từ 10 lên cũng được. Thì mình không có hợp đồng gì đà gì cọc gì hết, mình xây nhà vệ sinh từ 2 m mấy là không bao giờ xài đà xài cọc đúng không?
Còn cái này là chúng ta kết cấu cho một cái đà gấp vòng câu nhau rồi thì cái này là an toàn, không bao giờ bị gì hết. À thầy, con chỉ là sợ sau này giống như là mình không có sắt và mình không có cột, vì cái không. Độ cao của nó cũng là 2,5 m nó con cũng không có bị gì hết. Tại cái gạch câu của nó là nó cái câu kết gấp vuông với nhau là nó rất là an hồ, rất là an toàn. Tại mình xây độ có 2 m là không sao. Sợ là xây 3 m là mình sợ. Ba mét mấy là nó có bị là nó yếu, nó xé. Nó xé. Con là con chỉ sợ là sau này nó xé. Này, cái này là không sao. Cái này đủ chất lượng, nó đủ đủ lượng của nó, đủ đủ tải của nó, không gì hết. Đủ tải phải không? Nếu mà không có đổ đà thì thiếu tải. Thiếu tải. Không có đổ đà là cái không có đổ đà thì cái cuốn 20 này là cũng gạch ở dưới đó. Là sau này thì gạch nó bị một ở dưới đó, nó phải một là phải nó xuống. Phải nó xé tiền liền. Thường thường nhà vệ sinh là không có đà dưới là thường thường là bị xé tường đó. Xé tường do là bị nó gãy cái chân dưới ở dưới chân một chân. Còn có cái đà không có một chỗ nữa. Không, tại cái này là con không biết á, tại vì con thấy là xây một cái toilet á rất là lớn nhưng mà giống như không có cột hay là này kia, mình xây là nó cao cũng là 2 m rồi gạch thì xung quanh không, mà nếu mà xây một vách một là xây cao không có cột là xây không dính, không dính hả? Đó. Nhưng xây mà mình vách một cho xây 3 m luôn. Dạ. Là không bao giờ dính, sau này cũng phải xe nữa. Xe nữa? Tại nó không có câu kết nhau, nó đi mà đơn nó là gió nó khỏi vậy nè. Nó đung đưa ha. Nó đung đưa là sau này phải nứt xe tiền ra. Ví dụ là một cái cột nhà sau này với một cái cột đó là mới xây được. Nếu mà có một cái cột mà dám xây tường sau nhà sau kéo mái xuống là bị nứt, cái nứt xé chỗ cái cột này, dù khoan câu cái nào cũng phải xé hết. Xé hết. Chỉ chơi cái đà trên chèn cái nữa là mình không xé rồi. Lý do tại sao nhiều người ta xây là không cần đà mà ta có thể nghĩ có cột đó ta khoan câu vô. Dạ đúng rồi. Đâu không có đà, chấp nhận là dính nhưng mà sau này nứt hết đường đó, nứt kẽ hết. Thời gian nó không có được bền lâu, đúng không chú ba? Tại nó không có cái gì mà nó dính. Nếu mà có đà câu kết, câu kết thì 10 năm, còn không câu kết thì 5 năm. 5 năm gì có 3 4 3 năm là nó nứt rồi, thay đâu rồi. Không có đâu mà được 5 năm đâu. Dạ. Đây cả nhà, chú ba thì cũng câu qua câu lại đó, gối lên gối xuống nè cả nhà. Nên là con là cũng giống như là thấy mình xây xung quanh như vậy á thì nó câu với nhau hết. Đúng thì không? Nó rất là chắc chắn ha cả nhà. Chú ba nói vậy thì mình cũng rất là yên tâm, tại vì lúc mà mình nói với chú ba thì làm nhà vệ sinh thiệt nhưng mà không có nói về cái phần cột hay là đổ đà, nhưng mà chú ba nói là cái nhà vệ sinh này thì đủ tiêu chuẩn, không có quá tải. Nếu mà quá tải thì chú ba sẽ góp ý kiến liền, đúng không chú ba? Tại chú ba là thợ hồ hay bình thì cũng không biết ha cả nhà. Thì mọi chuyện thì chú ba làm rồi chú ba tính. Thì chú ba tính là chú ba cũng sắp sửa đi Bình Dương rồi thôi. Bình Dương bây giờ là bán nước tương cũng rất là nhiều người bán rồi chú ba ơi. Đúng rồi. Dạ. Dạ phải. Mình ở Sóc Trăng đi, mình khỏi bán nước tương chú ba. Ở Sóc Trăng đi mò ốc, bắt cua. Mùa vô mùa mưa ơi. Tay chân vậy biết mò gì, tay chân cầm cái ba đi mò ốc. Vô mùa mưa rồi. Thôi. Không nổi à? Vô mùa mưa thì nó dễ hơn á chú ba. Ủa cái đèn tia laser này nó có hai ba loại hả chú ba? Nó có chiều đứng nữa kìa. Dạ. Đây cả nhà. Rồi chú ba tính lót gạch đó là gạch như thế nào hả chú ba? Gạch nhám. Gạch nhám mà lấy loại nhám nhám thứ nào hả chú ba? Có mua sẵn không chú ba? Mua rồi hết rồi. Mua rồi hả? Chú ba mua rồi ha cả nhà. Mình nhám quá thì sợ dơ á chú ba. Mình nhám vừa vừa được rồi. Đây cái nhà. Nhám này đẹp nè cả nhà.
Nhà em này là quá tuyệt vời luôn đó nha. Nhà em này quá đẹp. Trời ơi, chú ba lửa màu này đẹp quá vậy. Vậy là mình vừa đem lại là cô Than đồng ý luôn hả? Cô chủ nhà đồng ý luôn hả chú ba? À, cửa nhôm ha cả nhà. Này nhôm nguyên luôn, không đặt kiếm, không có chơi kiếm. Sao mình không loại kiếm? Sao mình có loại mà kiếm khúc mày nữa? Dạ, mình lấy loại kiếm nó đẹp hơn hết chứ ba. Thì mỗi lần qua làm nhà thì mỗi lần thì làm thì đặt cái kiếm. Hả? À, thấy cửa kiếm nó đẹp thì hơn. Cái này thì đỡ thì mình làm cái cho vui gì thôi, mình cho chơi thoải đồ thoải mái luôn. Ủa, trong hợp đồng nghe nói là cửa kiếm rồi ta. Cái này mắc hơn cái kiến nữa. Mắc hơn hả? Mắc cái kiến á. Này là mắc hơn cửa kiến nha cả nhà. Đẹp kiến người này đúng không? Đẹp kiến này loại này phải không? Dạ, đúng rồi. Tôi có xài rồi đó. À, kiến loại đó đó. Mua loại không kiến luôn á. Loại không kiến hơn cái này nhôm không mắc kiến á. Nhôm không mắc hơn kiến hả? Ừ. Không, cái này là con không biết thiệt nha. Nó cứng hơn. Cứng hơn luôn hả? Đây là cả nhà, đôi khi mình không biết á, cửa kiến và cửa nhôm thì chú ba nói là cửa nhôm nó mắc hơn cửa kiến nữa. Nhôm không thì nó mắc hơn cửa kiến không chú ba? Dạ. Yeah. Cho nên là chú ba cũng lấy cái cửa nhôm để ha cả nhà. À. Người theo mà mình đóng la phong ở trong nhà đó chừng nào mình mới đóng chú ba? Mai ha. Rồi giống như mà chủ nhà có khả năng đó, mình đóng la phong ở đây rồi, thì chủ nhà muốn đóng thì mai thì kêu nó lấy thêm đóng luôn. À, giống như là mà chủ nhà có la phong, à, có cái khả năng chủ nhà đóng la phong ở trong cái phòng toilet này á, là mình tính ra là bao nhiêu mét ta? 5 mét đúng không? 5 mét giá là khoảng bao nhiêu tiền hả chú ba? 700 ngàn. À, 700 ngàn là mình đóng ở trong này cho luôn, sạch sẽ luôn ha chú ba. Khi mà mình dán gạch rồi mình lót gạch dán nữa thì thấy nó sạch sẽ ha, mới ha, đẹp ha chú ba ha. Rất mong là chủ nhà có khả năng đó để làm ha chú ba ha. Vậy con cũng rất là chân thành cảm ơn chú ba đã chia sẻ rồi đã mất thời gian chú ba một chút xíu để chia sẻ cho cô chú với bà con cô bác thấy ha chú ba. Chắc chiều nay mình vô đất được không hay là sao? Chiều nay cho vô rồi. À, chiều nay là cho vô đất luôn. À, cả nhà chiều nay là cho vô đất ha. Vô bằng cái gạch rồi đầm xuống này để đá một hai dư nếu mà bê tông nó để nước rồi mới đầm mới cán lót. À, vậy là chiều nay các con của cô đó rảnh đó cho vô đất, mình vô tới đâu chỉ đi, vô tới mí gạch hay sao? Mẹ có đất ba mà. Vô tới mí gạch ha cả nhà. Vô thấp quá vô đất thì bằng đó rồi đầm xuống để lớp sao bằng hiểu không? Lớp sao bằng nữa. Đợi đất thì phải đầm nó xuống rồi. Dạ. Yeah. Rồi để vô đậm cái nữa rồi yeah. Mới cán rồi mới lót nha cả nhà, cho nó chất lượng hơn ha cả nhà, nó không có sợ bị sụp ha chú ba. Dạ, yeah. Con cũng rất là chân thành cảm ơn chú ba để con đi qua một vòng để thăm coi chú thợ bên kia đang tô dách như thế nào ha chú ba ha. Dạ, yeah. Đây cả nhà, đây là phía bên hông nhà, phía bên hông nhà đấy. Đây, bên đây thì cũng tô xong rồi ha cả nhà. Bên đây thì tô rồi nè, quá đẹp ha cả nhà. Bên đây trà cho láng nha là chú thợ nha. À, bên đây chưa xong ha cả nhà. Còn ướt nhẹp à. Bên đây trà rồi nè, rất là láng luôn ha cả nhà. Phần nhà trước với nhà sau đó nha. Thôi thì mình video cập nhật đến đây thôi. Nếu có lời gì sai sót rất mong là cô chú anh chị với bà con cô bác thông cảm bỏ qua cho mình ha. Mình cũng hẹn gặp cô chú anh chị vào những video tiếp theo ha. Mình xin chào tạm biệt các bạn cả nhà ha.